Hello anh em, giờ mình sẽ review nhà mình cho anh em xem. Đây, hiện tại mình đang ở trên này rất mát luôn anh em ạ. Đây anh em nhìn vườn vải kia, đấy rất nhiều vải, rất mát. Đấy. Đây, đây là cái mái tôn anh em ơi, mái tôn rất đẹp anh em ơi. Ồ, đây, còn sau có cái loài này, anh em nhìn loài kia. Đấy. Kháng. Đấy. Đấy. Chúng nó lại chuẩn bị ra đây anh em ạ. Mình sẽ lại theo dõi tiếp tục hành trình của hai con cầu hó anh em nhé. Đấy, chúng nó vẫn đích. Đấy, ninh mãi được đâu, click anh em. Khổ. Con né thằng đứng nghiêng một bên đi. Con chó cái nó cũng chán anh em ạ. Người chồng bất lực. Quá bất lực anh em ạ. Rồi nó bỏ đi rồi anh em ạ. Rồi nó bỏ đi mà con chó nhà mình nó còn không thèm đi theo. Quá bất lực. Mới video nữa anh em ơi. Ô, chim sửa quạt. Đấy, 24 tháng 5. Còn kia nó lại đấy. À, tí về nãy này mua thẻ nạp vào không nó khóa sim nữa. Chắc sim nó bỏ lâu rồi. Nhờ vẫn sử dụng thì nó vẫn ấy nhé. Đây nó đến ngày 22 năm, à 25 hay 27 ấy, nó khóa một chiều, 10 ngày nữa nó khóa hai chiều. Còn tiền đâu mà gọi à, tí gọi thử em còn đâu. Nhưng mà bấm sao 011 tháng gửi tin nhắn về máy nó vẫn có tài khoản khuyến mãi mà. Khuyến mãi vẫn là 16.000. À nhưng mà gọi khuyến mãi thì gọi được nội mạng thì à ở nội mạng. Ờ bình thường sau 101 nó ra cả khuyến mãi mà. Để tí xem lại. Ma thành ạ. Ở đây vẫn rất nhiều nhà hắn làm dàn anh em ạ. Rất nhiều dàn luôn. Đấy, rất đẹp anh em nhé. Rất đẹp anh em ạ. Trời rất là mát. Quá mát luôn anh em. Gió thổi mầm luôn. Bye bye anh em nhé. Xin chào tất cả anh em nhé.